Mời tất cả quý vị nha quý vị. Bữa nay quý vị phải nghe em nói nha quý vị. Mà em có lỡ có sai á, mà em nói á, là em nói thật nha quý vị. Bởi vì khi em sai là em nói thật nhất và em được quyền sai. Những ngày gần đây, theo thông tin mà phóng viên Trà Buổi Tối nắm được thì Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc gặp gỡ với người đại diện của bà Phương Hằng. Tại buổi làm việc thì đại diện của bà Phương Hằng cam kết bà sẽ rút kinh nghiệm, không có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến người khác. Ông Nguyễn Đức Thọ, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 31 tháng 5, sở này đã có cuộc làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng. Do giãn cách xã hội và bà Hằng đang ở Bình Dương nên bà không thể trực tiếp đến làm việc với sở. Nội dung buổi làm việc liên quan đến những phát ngôn được phát trực tiếp, trình bày trên các clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook và kênh YouTube. Đại diện sở nhận định các thông tin này có nội dung không chuẩn mực, phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và các cá nhân khác. Tại cuộc làm việc này, đại diện theo ủy quyền của bà Hằng cho biết bà sẽ rút kinh nghiệm, cam kết không có những phát ngôn gây ảnh hưởng đến người khác. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định việc livestream là bình thường, nếu không gây ảnh hưởng đến người khác thì ngành chức năng sẽ không can thiệp. Tại sao đối đãi với em như vậy? Có khi em sẽ rời khỏi Việt Nam và em sẽ đóng toàn bộ quỹ từ thiện lại. Trước đó vào tháng 4 năm 2021, bà Hằng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì thông tin sai khi đăng tải thông tin cho rằng ông Võ Hoàng Yên có thể hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che. Trong tối ngày hôm qua 31 tháng 5, bà Phương Hằng cũng tiến hành livestream trên mạng xã hội. Bà chủ Đại Nam bật khóc trong livestream, liên tục lấy giấy lau nước mắt. Bà khẳng định vợ chồng bà không chịu đựng nổi sự chà đạp từ các anti-fan nên nảy sinh ý định muốn đi khỏi đất nước sau khi hết dịch. Thưa quý vị, trong khi đó thì Tòa án Nhân dân quận 1 TP.HCM cho biết vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây và bị đơn là Nguyễn Phương Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Dầu yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho bà với số tiền là 1.000 tỷ đồng. Bà sẽ rời đi. Đó là điều mà cuối cùng em nghĩ đến là em phải rời đi, là bởi vì em cảm thấy cuộc đời nó bất công quá. Làm người tử tế thật là khó, khó đến mức mình không tưởng tượng được là mình tử tế đến mức mình trở thành người có tội luôn là sao? Khóc là hèn, Giáng sinh là nhục. Nhưng mà đôi khi giọt nước tràn ly. Một cái doanh nghiệp lớn như thế này, 5-6 công ty quản lý, nuôi cả 1.000, 2.000 nhân viên, dòng gánh nước trong ngoài. Thế mà người ta vẫn dẫm đạp lên sự hy sinh của mình. Buồn không quý vị? Tại sao em phải làm? Tại sao vợ chồng em phải tiếp tục cống hiến để làm cái gì? Em phải suy nghĩ chứ quý vị. Có thể em sẽ rời đi, em không sống ở đây nữa. Em rời đi trong danh dự, em rời đi trong lòng tự trọng, trong sự kiêu hãnh của bản thân mình, vì em không làm gì sai với lương tâm em. Em không làm gì sai, em không cứ làm cái điều gì tổn hại đến ai hết. Em chỉ thấy em bất công quá thì em buông em đi thôi. Làm người tử tế thật là khó. Em đã nghĩ rồi, em nghĩ rồi em sẽ rời đi. Khi mà hết dịch rồi có khi là em sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Mẹ con em sẽ rời đi trong danh dự. Nhưng thật sự em rất buồn. Nói thật với quý vị, con người ta nó tới một cái ngưỡng, và khi nó đi quá giới hạn rồi thì đôi khi nó lại như vậy. Em nói thật với quý vị, tại vì em không phải là loại ngu dốt. Em tử tế chứ không phải ngu dốt. À, cho nên em nói thật với quý vị rằng là có khi sau một cái trận đại dịch như thế này ổn định rồi thì vợ chồng em có khi là rời đi. Vì tụi em cũng quá mệt mỏi rồi. Cho cũng có tội, giúp cũng có tội, cũng bị hạch sách, cũng hỏi mày cho thiệt hay cho giả. Tài sản có được thì nói đi lừa đảo, buồn quý vị. Kiểu gì cũng sống không nổi hết. Chỉ có đi làm từ thiện thôi mà cũng có tội luôn quý vị ơi. Mời tất cả quý vị nha quý vị.